mượn background thì rồi, website đào tạo Forex xin chào toàn thể nhà đầu tư. Thì hôm nay tôi trực tiếp giao dịch thực chiến ở trên thị trường. Tài khoản của tôi vẫn tiếp tục nuôi lệnh ở trên thị trường để chia sẻ đến cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư. Thì trong thời gian qua thì các bạn cũng có thể thấy rõ là tôi đã chứng minh bằng thực tiễn, bằng giao dịch của bản thân mình. Và vẫn đề tài khoản 75.000 đây, cho đến nay thì tôi vẫn giao dịch và những lời gần là gì nhỉ? Tài khoản này đang lời khoảng tầm gần nửa triệu nhé. Thì đây đã rút ra là gì nhỉ? Đã rút ra là khoảng tầm là bao nhiêu đây? Đã rút ra 279.000 và trong này vẫn còn là 478.000, vậy thì tổng cộng là 500, khoảng tầm gần 800.000. Ok chưa? Thì bản thân chúng ta khi tham gia vào trong thị trường, chúng ta cần phải nhìn vào trong thực tế và chúng ta cần phải yêu cầu bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào hoặc bất kỳ một thầy dạy Forex nào trên thị trường đều phải chứng minh và dẫn chứng cho chúng ta những giá trị vào trong thực tiễn trên thị trường. Có như vậy thì chúng ta mới biết được rằng đâu là những người có thể giao dịch được, đâu là những người không giao dịch được ở trên thị trường. Và bản thân nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về điều này. Không phải nhà chúng ta thích thì chúng ta nuôi lệnh, không phải thích thì chúng ta bơm lệnh, không phải thích thì chúng ta nhồi lệnh ở trên thị trường. Và chúng ta phải hiểu rõ về lý do mà chúng ta đang đi lệnh ở trên thị trường. Mỗi một phương pháp thì cần phải có những giá trị khác nhau ở trên thị trường để vận dụng, áp dụng vào trong thực tế. Chứ không phải chúng ta ra ngoài thị trường chúng ta nói sẽ phải như thế này hay như thế kia. Và thì nhỉ, chẳng có chuyện thầy dạy Forex hay áo quân Forex thế giới hoặc pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chỉ bán tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đưa lên giao dịch hoặc đưa chiến lược giao dịch mà gọi đó là giao dịch thực chiến. Đây là điều đầu tư cần phải lưu ý. Giữa giao dịch bằng mồm từ những kẻ như vậy ở trên thị trường nó khác xa so với cả những giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thực tế trên thị trường. Thì đây là những điều nhà đầu tư cần phải hiểu rõ khi tham gia tìm hiểu vào trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang truyền tải sẽ hỗ trợ được cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia và tìm hiểu, trải nghiệm vào trong thị trường về đầu tư Forex. Giao dịch được thì phải chứng minh được là nguyên tắc ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải cho nhà đầu tư thấy rõ được các giá trị toàn bộ, xem xét về lịch sử giao dịch để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó vận dụng cái dòng tiền của bản thân họ như thế nào ở trên thị trường. Đừng nghe bọn lừa đảo bịp bợ ở trên thị trường nó nói về dòng tiền như thế này hay dòng tiền như thế nọ, như thế kia ở trên thị trường. Ngay cả bản thân bọn chúng còn không áp dụng được vào trong thực tế, không vận dụng được vào trong thực tiễn. Vậy thì làm sao để mà nói về dòng tiền hoặc là giao dịch thế này hay thế nọ ở trên thị trường? Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Giữa những giá trị trên thị trường về ngoại hối là cả một chuỗi của những ngày tháng mà tôi phải trải nghiệm, tôi phải luyện tập để tôi điều chỉnh ở trên thị trường. Và đây là những giá trị tôi gửi đến nhà đầu tư để cho nhà đầu tư và mọi người trên cộng đồng cùng nhìn nhận và đánh giá. Đây, vẫn lệnh tôi vẫn tiếp tục 75.000 đô giao dịch chưa đầy hơn 2 tháng rưỡi đã lời khoảng tầm gần 800.000, 900.000 đô ở trên thị trường, đã rút ra 279.000 đô, 75.000 đã rút ra 279.000 đô và tài khoản vẫn còn khoảng xấp xỉ gần 500.000 đô ở trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi mời nhà đầu tư theo dõi livestream thực tế này và mời nhà đầu tư theo dõi nha. Và tôi sẽ tắt tiếng đi để tôi đào tạo cho anh em học viên. Rồi, ok. Rồi. Chào anh Hiệp Hồ nhá. Chào anh Hà nhá. Đó, chào anh em. À, mình sâu lại tài khoản một lần nữa trước khi mà mình đào tạo anh em. Chào anh Hiệp Hồ nhá. Chào anh Hà nhá. Đó, tài khoản của mình 75.000 đô giao dịch trong chưa đầy 2 tháng rưỡi. Lên gần 800.000 đô và trong đó đã rút ra là 279.000. Tài khoản trước là 168.000, đã rút ra là 1.021.000 tiền lời và trong đó cả rút ra cả 168.000 đô tổng cộng và tiền com nữa, tổng cộng tôi rút gần 1.500.000 đô nhé. Rồi. Đó, anh em có thể xem rõ full lịch sử giao dịch ở trên thị trường. Đó, giao dịch được thì phải chứng minh được, còn giao dịch không được thì lấy cái gì ra để mà chứng minh, dẫn chứng vào trong thị trường thực tế. Ok chưa? Rồi, tôi dạy học cái.
Chào anh Lai nhá. Hôm nay mình đang dạy anh em học viên để rồi vừa theo dõi mình chơi. Ok nha. Đó. Anh em đang vừa học vừa chơi mà. Đó. Đây toàn bộ lịch sử. Ok nha. Rồi, thôi tôi tập trung tôi dạy cái. Muộn quá rồi, tối còn có việc nhé. Xin chào anh em và gì nhỉ? Tôi show tài khoản một lần nữa để đóng cái livestream này tại vì mạng nó đang yếu quá Xin nha. chào anh em và gì nhỉ? Tôi show tài khoản một lần nữa để đóng cái livestream này tại vì mạng nó đang yếu quá nha. Rồi, anh em có thể xem. Rồi. Xin chào anh em. Đấy, chúc anh em giao dịch thành công nha, tại mạng nó đang lag quá, không có giao dịch được. Xin chào anh em.